Hello, chào tất cả quý bà con đã quay trở lại video. Lời nói đầu tiên chúc tất cả quý bà con sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Hôm nay chúng ta quay trở lại cái video cũng rất là nhiều quý bà con là hỏi mình cách chọn giống cây sầu riêng Musikin như thế nào để bà con trồng. Hôm nay quay trở lại cái chủ đề này để mà hướng dẫn cho bà con chọn một cái giống chuẩn nhất để bà con đưa vào trồng và trồng ở thời điểm nào. Thường thường thì bà con hay hỏi rằng thời điểm nào bà con trồng trong cái vườn sầu riêng của mình, bà con nên chọn cái thời điểm là đừng có gió nha bà con. Những cái thời điểm mà gió ít thì nó rất là phù hợp để chúng ta trồng sầu riêng. Và chúng ta quay trở lại cái vấn đề là chọn một cái cây giống như thế nào. Tất nhiên là đầu tiên là phải đúng giống. Cái điều đầu tiên là chúng ta phải nhìn qua lá. Cái lá sầu riêng là nó dài hả bà con ha. Nó dài và nó có nghĩa là nó dài và nó giống như là nó mỏng như ngọc tinh vậy đó. Chúng ta sẽ nhìn thấy lá nó hơi vàng một chút xíu, đó là sầu riêng Musikin. Và giờ cái quan trọng nhất là chúng ta kiểm tra cái cây sầu riêng của chúng ta, nhỏ sẽ lớn chúng ta, cái điều đó chúng ta tính sau. Nhưng mà cái gốc của chúng ta nó không có bị nứt thân xì mũ là điều đầu tiên chúng ta nha bà con nha. Không nứt thân xì mũ và cái bo nó khỏe. Và chúng ta nhìn này, và cái sầu riêng nó năng sức ở đâu? Năng sức nó nằm ở cành, và cái cành thì nó quyết định điều gì. Chúng ta nhìn một cái cây sầu riêng mà nó xè tán đều như thế này, cái là nó xè tán đều như thế này, bà con thấy này, đều cành này đó, đều cành ở trên này này, chúng ta nhìn thấy đều cành đó. Chúng ta chọn những cái cây mà nó hai cơ đọt, khoảng hai găng tay cơ đọt, nó hai găng tay là chúng ta có thể chọn được, và cái lá nó không bị bệnh. Lá nó không có bị bệnh. Đây ở trong tại vườn đã phun thuốc để phòng bệnh, phòng sâu rầy đây bà con. Thì chúng ta chọn những cái cây mà nó có cái tàn, mà tàn tứ diện. Tàn tứ diện để làm chi? Để cái cây của chúng ta nó phải chia đều các cái cành xung quanh để mà chúng ta đạt được cái năng suất. Khi trái nó sẽ lên ở trên những cái cành này nè bà con. Nếu mà chúng ta chọn những cái cành mà giống như xương cá, nó như bàn tay như vậy, là khi mà trái nó mọc ở trên cành nó chỉ có hai như cái bàn tay này, mà đối diện bàn tay của chúng ta và sau bàn tay chúng ta là không có cái cành nào, gọi là cành xương cá nha bà con nha, gọi là tèo dừa nữa đó. Thì bà con chú ý cái vấn đề là khi mà chúng ta chọn những cái giống sầu riêng, thí dụ như riêng như cái cây này đây, những cái cây này là bà con khi mà bà con lựa là bà con không nên lấy. Thứ nhất là nó bị cháy lá quá nhiều, cái thứ hai là nó đang vấn đề là xương cá, bà con thấy không đó. Mình cũng có để sẵn ở đây cho bà con chúng ta nhìn thấy. Thì đối với những cái cây như thế này là chúng ta không chọn, mà chúng ta loại bỏ ra khi mà tiêu chí chúng ta đi chọn giống nha bà con nha. Vấn đề những cái lá này nó cháy quá nhiều thì chúng ta cũng bỏ ra, và đặc biệt là vấn đề xương cá, giống như một cái con cá mà có xương không, mà chúng ta nhìn thấy không đó. Để mình sẽ tìm một những cái cây khác mà nó tàn, nó dù tàn, nó chia đều cho tất cả quý bà con chúng ta có thể nhìn thấy. Thí dụ như một cái cây như thế này nữa nè, đây bà con nhìn thấy nè, nó lên hai cơ đọt, bà con nhìn thấy không, tàn này nó xe này, bà con nhìn thấy nè, tàn này xe đều tàn này bà con. Đây quay cho bà con coi nè, thấy không, đều tàn này, có nó đang chia tứ diện đó. Chúng ta thấy tàn nó xe đều hết, thì chúng ta nên lựa những cái cây như thế này. Để còn những cái cây mà những cái cành dưới này là sau này chúng ta cũng tỉa bỏ đó. Chúng ta chủ yếu chúng ta quan sát cái cơ thứ hai này, còn nhìn thấy không, chúng ta quan sát cái cơ thứ hai mà nó xe tàn đều như thế này là rất là ok, chúng ta phù hợp để trồng. Và cây mà cơ đọt nó càng cứng thì càng ngon, lúc đó chúng ta về chúng ta để đất chúng ta trồng thôi đó. Chúng ta chú ý là cái vấn đề này, cái tàn này nha bà con nha. Còn những cái cây mà thí dụ như ở trong một cái trại giống cái này thì em review thì mấy chỗ bán giống cũng thông cảm, nhưng mà ví dụ như đối với những cái cây như thế này là bà con không nên chọn. Rồi bà con thấy lá nó yếu này, lá nó cháy lá này, bộ rễ yếu này, chúng ta nhìn thấy này, cháy lá này, thấy không? Những cái cây như thế này là chúng ta không nên chọn nha bà con nha. Cái vấn đề mà chúng ta chọn giống nó rất là quan trọng ở cái giai đoạn ban đầu, có nghĩa là chúng ta chọn một cái giống nó phù hợp, cũng như là chọn một cái giống nó khỏe mạnh thì sau này chúng ta trồng nó cũng phù hợp. Có nghĩa là khi về chúng ta chỉ có việc là chúng ta chăm sóc thôi. Đây là mình bước vào ở trong một cái nơi mà bán giống, mình review cho quý vị anh chị các bạn. Đây gọi là những cái chỗ này gần như là chỗ để lựa đây. Có những cái cây khá là ok, cũng có những cái cây không được ok lắm nha bà con nha. Thì có những cái cây như thế này nè bà con này. Đây bà con thấy này, như thế này là bà con thấy không lựa được này, không trồng được này, cây này hàng giạt thôi. Cây này bán ra ngoài thị trường chắc nó bán dài 30-40 ngàn thôi. Cây này bà con thấy không, nó như cái tèo dừa lên đó, như thế này là những cái cây như này chúng ta không trồng được nha. Đó, mà con nhớ vấn đề đó. Chứ còn mà không phải là mình mua mình đặt giống rồi mình trồng thí xác được đâu nha. Đó bà con. Thấy cây này còn đỡ hơn chút xíu, cây này nó cũng có tàn. Cây này cũng có tàn, ở trên này chúng ta có thể nhìn thấy nó tàn ra, nhưng mà cây này cũng không ok lắm đâu.
nếu mà em đi lựa mà lựa tàn á thì thật sự em lựa cây mà theo tàn thì chắc chủ vườn cũng khó chịu với em luôn chứ không giỡn đâu. Đây bà con, đây nè, đây nó ra nè, nó nhìn nè bà con. Đó, chúng ta nhìn thấy nó tứ diện không, nó xè ra hết bốn bên này như thế này, thì sau này chúng ta trồng á nó lên những cái tàn như này, nó xè bốn bên nó ra làm tàn thông. Còn ví dụ như bà con nhìn thấy này, khi mà bà con mua cái cây về mà có những cái cơ đọt non thì bà con dưỡng cho cơ đọt nó cứng lại một chút xíu cho nó bung những cái lá ra để chúng ta trồng nó đi ra ngoài nắng á, chúng ta trồng những cái đọt non này nó không có bị héo nha, nó không bị sốc nắng. Và cái vấn đề chú ý là bà con nên nhớ này, khi mà chúng ta về chúng ta quản lý sâu rầy, khi mà cái lá này nó ra búp như thế này là chúng ta phải xịt sâu rầy liền nha bà con nha, đặc biệt là rầy xanh và rầy nhảy chúng ta xịt liên tục, nên là 7 ngày chúng ta xịt một lần. Đây là tàn khá đều nè, bà con nhìn thấy nè, tàn nó chia đều nè. Rồi bà con nhớ nè, những cái cây mà nó bị khuyết hay là nó bị bệnh ở dưới đây rồi là chúng ta cũng loại bỏ ra nha bà con nha, chúng ta không có lấy những cái cây mà nó bị xì mũ, bị nứt thân, để mình tìm những cái cây có cây nào nứt thân không biết. Với những cái cây như thế này là bà con không chọn nha bà con nha, với những cây như thế này là bà con không nên chọn nha. Đó, đây là một trong những cái kỹ thuật mà ban đầu để chúng ta mà lựa được cây giống để chúng ta trồng cho nó chuẩn giống. Chúng ta đừng có tiết kiệm một vài chục ngàn mà chúng ta chọn những cái cây mà nó không có phù hợp về mình trồng, nó rất là khó chịu. Ban đầu mà mình đưa đứa con về mà mình thấy mình đây như cái cây như thế này là bà con không chọn này. Cái cây này là bẻ bỏ được rồi nè quý vị bà con, đó này, đó thấy không, thấy nứt thân không. Đấy, cây này không có ra hồn gì hết, ở trên này là tàn đó này bà con, nhưng mà cơ bản là ban đầu là chúng ta thấy ở dưới là nó nứt thân như thế này là bà con không chọn nó nha. Đó, trồng cây này là gì, nó không có lớn đâu, nó lớn lên nó cũng ngồi ngóp nó bệnh này, bà con thấy không, thấy vết bệnh rất là rõ ràng này. Đó, hướng dẫn cho bà con nha, đặc biệt còn một số bà con mà mua những cái cây mà, cây cao như thế này nữa này, đây một số bà con mà lựa mua những cái cây mà nó cao chót vót đây để ở trong bán không được, nó cao chót vót bà con thấy không, không có tàn không, thấy nó liêu nghiêu không, trồng như thế này về là không có tàn nào mà để mang trái hết, bà con thấy rất là rõ đúng không. Đó, chúng ta lựa những cái cây mà nó có điều tàn. Thì còn cây này cũng tạm ok này bà con, cây này tạm ok thôi. Ở dưới này nó đang trống khoảng tàn, nhưng mà trên này nó đang xè tàn được nha bà con nha, ở trên này nó đang xè tàn thì cũng tạm ok, nhưng còn cái cây vừa rồi thì thấy thua rồi. Đó, rồi cây này cao nhưng mà cũng thấy ok này bà con, ở trên này nó xè tàn này. Đó, ở trên này nó xè tàn bà con thấy không, ở trên này nó xè, bắt đầu xè tàn này, còn ở dưới này là đang bị lép tàn này, để ở trong cái khoảng cách rất là gần nhau thì nó sẽ bị lép tàn. Đấy, bà con chú ý cái vấn đề mà khi mà chúng ta lựa một cái cây giống nó chuẩn và nó chỉnh ngay từ ban đầu thì chúng ta sẽ về chúng ta trồng nó hợp lý. Như cái cây này, như cái cây này, đây cái này là lén vô bên chỗ trại giống rồi quay review cho quý bà con thấy mấy cây này sao trồng sao nó tới nơm rạng quýnh được bên sắt. Đây cái này là sao trồng đấy, để bà con trồng nó lên cứ một bên tàn nó không có này. Sầu riêng chúng ta là mục đích nó mọc ở trên, nó ra trái là ra trái trên cái tàn, mà không có tàn này rất là khó, rất là nói chung là nó nhỏ nha bà con nha. Chúng ta vừa đi chúng ta vừa quan sát, ở đây có black thorn nữa đó, thì đây cũng vậy này, đấy, bà con thấy nó liêu nghiêu này bà con thấy không. Nói cây này là không nên chọn nha bà con, dù nó rẻ cỡ nào đi nữa, nó rẻ hơn 1/3 đi nữa thì nó cũng không có được cái năng suất sau này, bà con nhớ cái vấn đề đó. Còn dù như thế nào thì chúng ta phải chọn những cái cây mà nó xè tàn tứ bên như thế này đó, thấy không? Ở đây này, đây chúng ta nhìn thấy nó tứ diện này, nó xè bốn bên này thì nó sẽ mang trái đó, nó mang trái nó đậu trên những cái cành như thế này. Thế còn mà như lép xẹp như xương cá bên này thì bà con thấy không, thua. Rồi, một cái video nó nhỏ cho bà con, rồi mình đi vòng nữa thử coi, đi vòng review cho bà con biết cái trái sầu riêng Musikin nó như thế nào. Nó nhỏ thôi nha bà con nha. Chúng ta đi lựa giống, chúng ta trồng mà chúng ta phải lựa rất là kỹ. Thứ nhất là chúng ta phải đúng giống cá trước đã. Đúng giống xong rồi chúng ta phải lựa tàn, lựa chi và lựa gốc cho nó phù hợp để chúng ta về chúng ta trồng. Với những cái cây như thế này chúng ta không trồng được nè bà con, thấy không? Những cây như thế này bà con thấy không? Như thế này làm sao chúng ta trồng?
chúng ta trồng mới lên không có đạt được cái năng suất. Bạn nhớ điều đấy. Đây, với những cây như thế này chúng ta không có lấy nè, mà con thấy nó cháy lá tì li hết, à, không có lấy nha bà con nha. Đây nó cũng xè tàn được này, đây nó cũng, đây cũng cây này nó xè tàn cũng ngon này, nhưng mà cái lá nó dễ quá, không? Lá nó cháy lá này bà con. Trái sầu riêng Musikin đây bà con. Đây, trái sầu riêng Musikin đây bà con. À, cái đít nó này, ngôi sao này. Rồi, bye bye bà con.